mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thân chào tất cả các bạn. Trong lúc này tôi nhận được khá nhiều những cái thông điệp hỏi tôi rằng thế nào là vũ trụ, thế nào là tiếng gọi của vũ trụ, thế nào là sống hòa điệu với vũ trụ, và mình làm sao tìm được cái mối liên hệ với vũ trụ. Thì hôm nay tôi sẽ xin đưa những cái quan điểm của tôi, những cái ý kiến của tôi. Tất nhiên vũ trụ nó bao la, không ai có thể nói rằng là mình là bạn của vũ trụ được hết. Thế nhưng mà những cái gì mà vũ trụ tạo ra cho cái cuộc sống của mình thì nó kể kể trước mắt chúng ta được trông thấy tất cả những cái tác họa của vũ trụ bên cạnh ngay chúng ta. Tôi vừa nhìn ra cửa sổ, tôi thấy rằng là trên cái ban công của tôi có nhiều hoa. Hoa nó tự mọc đấy chứ. Tôi có làm sao mà chế ra cái hoa đâu. Hoa nó tự mọc các bạn ạ. Nhưng mà mình nghe vũ trụ, mình nghe cái thông điệp của vũ trụ, tức là mình tạo điều kiện để cho hoa nó nở. Tức là mình làm cho cái cuộc sống của mình nó hòa hợp với cái sự chờ đợi của vũ trụ. Vũ trụ muốn tạo ra cho mình nhiều hoa lắm, nhưng mà nếu mà mình không trồng cây thì mình sẽ không có hoa. Và nếu mà mình trồng cây thì không trồng cây thì mình sẽ không có trái để ăn. Và tất nhiên là khi mà mình trồng cây thì là mình đã hiểu được cái tiếng gọi của vũ trụ. Nó đơn giản có thế thôi. Thế thì có nhiều bạn sẽ hỏi tôi rằng là thế thì tìm cái tiếng gọi của vũ trụ ở đâu? Thưa các bạn, vũ trụ đã tạo ra chúng ta, có phải thế không nhỉ? Ôi, con người thật là hoàn hảo. Nhưng mà các bạn có biết không, tất cả các mọi sinh vật đều hoàn hảo. Mà lạ một cái là có những sinh vật chưa bao giờ có mặt trên cái địa cầu này, mà đến khi nó xuất hiện nó cũng vẫn hoàn hảo. Đến những con vi trùng nó cũng hoàn hảo. Đến khi người ta phóng lớn lên thì người ta thấy cái gì? Người ta thấy rằng là các sinh vật đều có trái tim, đều có một bộ phận tiêu hóa, đều có thể thu nhận được năng lượng, đều tuân thủ theo cái luật mà chúng ta gọi là luật âm dương. Ghê nhỉ. Các bạn có biết không, hôm nọ tôi bị sốc. Bởi vì ôi, chả cái con này nó không nhỏ lắm đâu, nó là một con kiến thôi. Nhưng mà tôi được xem một cái ảnh của con kiến được phóng đại lên rất là lớn. Và đến khi tôi nhìn thấy cái hàm răng của nó, tôi mới bảo rằng kinh khủng quá nhỉ. Vũ trụ kinh khủng quá. Cái hàm răng của nó cũng hoàn hảo các bạn ạ. Và cũng được hoàn toàn đáp ứng để nó có thể ăn và tiêu hóa những cái gì, những món ăn mà vũ trụ dành cho nó. Thế ra chúng ta có răng. Thế nhưng mà các bạn thấy không, chẳng hạn như là con rắn nó không có tay, nó không có chân bạn ạ. Nó không có tay, nó không có chân. Cái vũ trụ tạo ra cho nó một cái miệng mà nó có thể mở to ra để nó có thể ngoạm một sinh vật nào đó to gấp 5 lần nó, thì quá tuyệt vời. Thế rồi nó cũng có vũ khí bạn ạ. Cái cơ thể dài của nó đấy thôi là vũ khí luôn. Thế thì lúc đó mình mới thấy ghê nhỉ. Thế rồi khi mà các bạn lại nhìn một con rùa, tôi được xem trước tivi, mà các bạn cũng vậy, cũng đã được xem những cái cảnh tượng như vậy. Các bạn được thấy là con rùa mà nó rút cổ nó vào trong cái mai rùa của nó. Thì có những con hổ, con sư tử chạy tới muốn ăn, lật lên lật xuống, chán hối gì cả, không ăn được. Cái mai rùa nó cứng quá. Mà con rùa đó, nó nằm bẹp như thế đó, nó vững quá, không làm sao mà có thể tấn công con rùa được. Và thế mình thấy rằng cái vũ khí của con rùa là đi chậm đấy các bạn ạ. Bởi vì nếu nó đi nhanh thì nó không kịp ăn đâu. Nó sẽ không nhìn thấy
với cái mắt chắc là cận thị của nó sẽ không nhìn thấy món ăn. Thành thử người ta mới chế ra cái con rùa đi rất chậm, không thể nào mà có một sinh vật nào đi chậm hơn con rùa. Nhưng mà chính cái sự đi chậm của nó lại là cái sự sinh tồn của nó, lại là vũ khí của nó. Tôi nói đến đây thôi, bởi vì rằng là vũ trụ mênh mông bao la, có hàng tỷ sinh vật, có hàng tỷ thực vật, và chúng ta sẽ không bao giờ kể hết. Nhưng mà đây là tôi chỉ xin nhấn mạnh vào một điểm mà các bạn nên quan sát. Đó là mình đừng nên than, con người mình đừng nên than là mình không có đủ vũ khí. Và nếu mà mình tạo ra những vũ khí giả tạo như là một cái súng, như một cái nỏ, như một cái tên, như là một cái ná, như là một cái gậy hay là một cái gươm, thì chúng ta đã xúc phạm vào cái thế cân bằng của tự nhiên. Bởi vì tự nhiên không cần chúng ta có những thứ đó để sinh tồn các bạn ạ. Đến con nai đấy bạn ạ, cái hồi mà nó mới sinh ra, nó cũng chưa có sừng nữa. Mà con nai thì không có sừng, nhưng mà ngay con hươu thôi, nó cũng chưa có sừng khi nó còn nhỏ. Thế nhưng mà vũ trụ rất là hay, khi tạo ra con nai đó, là nó đã biết tự vệ, và nhất định là nó sẽ chạy rất nhanh. Và cái vũ khí của nó là tốc độ của nó. Tốc độ của nó chạy nhanh hơn cái xe ô tô. Và đến khi mà một con sư tử có thể vồ được nó, ăn nó, thì cái đó nó lại sự tuyệt vời của vũ trụ nữa. Là vũ trụ cũng là một vòng tròn năng lượng và nuôi dưỡng. Có nghĩa rằng là chúng ta đều là sự nuôi dưỡng cho người khác, cũng như là nhận được cái sự nuôi dưỡng của người khác, của sinh vật khác. Thế thì nói đến nó thì các bạn thấy ngay rằng khi mà loài người đã chế ra những vũ khí thì đương nhiên là cũng đã chế ra một thế giới giả tạo rồi. Và chúng ta đang sống từ giả tạo này đến giả tạo nọ, rồi dần dần chúng ta đi vào một cuộc sống ảo. Các bạn biết không, có những người họ chủ hữu, họ sở hữu 1 tỷ đô la. Bạn ạ, cái đồng đô la nó đã trừu tượng rồi đấy. Bởi vì khi mà bạn đã có một cái nhà thật là êm ái, thật là tiện nghi, khi mà bạn có đủ ăn, đủ mặc, khi mà bạn có như thế thì vũ trụ đã lo đầy đủ cho bạn rồi đấy. Thế nhưng mà nếu mà bạn có 1 tỷ đô la đó, thì bạn có thể mua được đại khái 1.000 cái nhà, mỗi nhà 1 triệu đô la, tức là 20 mấy tỷ đồng Việt Nam. Thế rồi với 1 tỷ đô la các bạn có thể mua thức ăn cho 100 gia đình trong một thế kỷ. Bạn đã 100 gia đình ăn no nê trong một thế kỷ. Tôi muốn nói chúng ta đang tạo ra một cái cuộc sống thật là giả tạo. Chúng ta đã tìm sự bảo đảm an toàn cho mình trên cái sức mà chúng ta cần. Thế thì chúng ta đang phạm vào vũ trụ. Và đúng là chúng ta đang phạm vào vũ trụ. Chúng ta còn đốt rừng để mà có đất thêm cho địa ốc đấy các bạn ạ. Có thêm cho địa ốc để làm gì nhỉ? Để chúng ta xây nhà, để chúng ta làm lời, để chúng ta dần dần đi tới 1 tỷ đô la như tôi vừa nói. Ôi, thế thì các bạn sẽ hỏi vào rằng là phải làm giàu chứ, làm giàu để tạo sự khác biệt chứ, mình muốn làm đại gia chứ, tại sao không cho làm nhỉ? Tôi bảo đúng rồi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn có biết không, nó có một cái quy luật khác của vũ trụ. Nó cho phép các bạn làm đại gia mà không cần phải có 1 tỷ đô la đâu. Các bạn có biết cái luật hấp dẫn không? Cái luật hấp dẫn ấy là nó làm cái quy luật của toàn vũ trụ. Hễ mà một cái địa cầu nào, một hành tinh nào, hoặc là một bất cứ một cơ thể nào mà nó nặng cân, nó nặng năng lượng thì nó thu hút rất mạnh. Khi mà chúng ta dùng đến cái việc tạo giá trị để trở thành đại gia thì thật ra đó, nó chỉ là một mảnh của việc là chúng ta muốn tạo sự hấp dẫn cho con người của chúng ta. Không cần phải có 1 tỷ đô la đâu các bạn ạ. Muốn tạo sự hấp dẫn chúng ta cần cái gì? Một người có văn hóa rất cao là có một sức hấp dẫn rất là cao, rất là nặng ký.
Thế thành thử ra bạn chỉ cần là một người học giả và đọc nhiều sách và chia sẻ với tất cả mọi người thì bạn đã trở thành một người có năng lượng cao, có văn hóa cao và tất nhiên có sức hấp dẫn cao. Bạn không cần phải có 1 tỷ đô la đâu, và bạn cũng không cần có súng ống và bom mìn đạn ở bên cạnh bạn để bạn có quyền lực đâu. Một người sáng suốt cái gì cũng nhìn thông suốt, vấn đề nào cũng tìm ra giải pháp, là một người có sức thu hút rất là cao. Luật hấp dẫn cũng lại sẽ áp dụng cho chính cái người này. Người này lại cũng không phải là người có vũ khí, người này cũng không có cần có 1 tỷ đô la, nhưng mà có một sức hấp dẫn rất là mạnh. Ở trên thế gian này có thể nói 90% của vũ trụ của loài người toàn là những người đã có sức hấp dẫn rất là to, rất là mạnh mà không có vũ khí các bạn ạ. Nếu mà mình nhìn tất cả các vĩ nhân của thế giới này thì mình thấy rằng hầu hết tất cả các vĩ nhân đều là những người nổi tiếng mà không cần có vũ khí. Vũ khí của họ là sức hấp dẫn của họ, mà sức hấp dẫn của họ là cái nội lực của họ tạo ra. Họ chăm chỉ học hành, họ tạo ra văn hóa, tạo ra giá trị cho xã hội. Cái sức hấp dẫn là thế. Và chính vì vậy cho nên là cái định nghĩa thực của một đại gia là cái người có sức hấp dẫn rất là cao, mà 99% của nhân loại là đều do văn hóa cao, đều do sự đóng góp của mình cho xã hội, đều do cái tri thức của mình, đều do cái trí tuệ của mình, đều do cái nội lực của mình. Và chính cái đó nó mới tạo nên đại gia, chứ không phải là cái việc mà có 1 tỷ đô la. Nói chi đến những người mà không có đến 1 tỷ đô la hay không có đến 1 triệu đô la mà cũng không có văn hóa luôn, và có lẽ bằng cấp cũng lại không phải là bằng cấp chân chính, mà rồi họ thèm khát có cái chức vị làm đại gia quá, cho nên là họ đã nghĩ ra những cái cách ảo, những cách dởm, những cách giả tạo để mà cố tìm được cho mình cái nhãn hiệu đại gia mà họ đang từng mong ước. Không có đâu các bạn ạ. Cái vũ trụ này nó hay lắm. Cái cá tính đại gia rút cục nó là do văn hóa cao, nó là do kiến thức rộng, nó là do cái nội lực mạnh. Khi mà đối mặt với những cái khó khăn, những cái chướng ngại, những người mà có nội lực cao là những người có sức thu hút mạnh. Thế thì các bạn ạ, đấy, và chính sự khác biệt đó cũng do cái sự nội lực của mình. Cái chính cái sự khác biệt là nó cũng do cái trí tuệ của mình. Thế thành thử ra khi mà vũ trụ tạo ra chúng ta là một phiên bản duy nhất, vũ trụ chờ đợi ở chúng ta, thể hiện cái việc là chúng ta là con người duy nhất, là một phiên bản duy nhất. Và khi mà vũ trụ trông thấy chúng ta đi tìm nguồn từ nội lực, tìm nguồn từ trí tuệ, thì vũ trụ sẽ rất vui và sẽ tặng cho chúng ta một cái nội lực, một cái sức hấp dẫn mà tất cả những thể vật nào có năng lượng trên cả toàn vũ trụ này, vĩ đại và bao la, là đều có. Thế thành thử ra các bạn ạ, các bạn mà muốn có một cái sức hấp dẫn giả tạo thì các bạn cứ đi tìm cái 1 triệu đô la hay 1 tỷ đô la đi, chân chính hay không chân chính, lúc đó nó không còn quan trọng nữa, bởi vì bạn đã hiểu sai vũ trụ rồi. Và những cái người mà có 1 tỷ đô la mà vẫn chân chính đó, họ không bao giờ kiếm tiền như là các bạn tưởng đâu. Họ không bao giờ đi tìm tài sản như các bạn tưởng đâu. Những người đó là giàu là bởi vì vũ trụ thấy rằng họ tạo ra rất nhiều giá trị, và họ có một cái sức hấp dẫn rất là mạnh. Thành thử ra những cái người mà tỷ phú mà chân chính, mà là đại gia chân chính ấy, thì cái tiền nó không tới trước đâu các bạn ạ. Cái tiền nó chỉ là một cái đứa nô lệ mà đi theo sau để hầu mình thôi. Cái tiền mà tới với đại gia đó, đại gia thứ thiệt ấy, là nó tới bằng cái luật hấp dẫn. Những người đó họ ta đã chế ra một cái giá trị nào, họ đã tạo ra
một cái phương thức nào tốt đẹp cho xã hội của cả vũ trụ chứ không riêng gì cho loài người. Thì từ cái sắc đẹp họ tạo ra, từ cái sức mạnh họ tạo ra, từ cái giá trị họ tạo ra, từ cái kiến thức họ tạo ra, từ cái văn hóa họ tạo ra, họ tạo ra những cái thứ mà vũ trụ sẵn sàng hưởng ứng và khen thưởng. Và từ đó cái sức hấp dẫn của những người này nó sẽ lên rất cao. Và sau đó thì những người này cũng không cần đếm cái đồng tiền nó tới nữa, và họ cũng không quan tâm nữa. Và chính những người này là những người chia lại những tài sản của họ rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, rất là phóng khoáng, rất là đầy đặn. Bởi vì họ càng chia họ lại càng tạo giá trị các bạn ạ. Mà khi càng tạo giá trị thì họ sẽ càng giàu. Bởi vì cái luật hấp dẫn lại vẫn tiếp tục khen thưởng họ. Thế các bạn hiểu cho tôi nhé. Các bạn hiểu cho tôi rằng trước hết là phải đi theo cái luật hấp dẫn. Chúng ta phải hấp dẫn người khác bằng cách tạo giá trị, mà tạo giá trị bằng nội lực và bằng trí tuệ của chúng ta, bằng cái sự khác biệt mà vũ trụ tạo cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta sinh ra được làm người là một may mắn đấy các bạn ạ. Là bởi vì rằng là làm người là đã có sẵn trong tay bao nhiêu là những phương tiện trí tuệ và nội lực để mà tạo ra những cái giá trị thật là độc đáo. Tất nhiên một con nai nó không tạo được giá trị như là một người có thể tạo ra. Tất nhiên là con hổ, con sư tử hay con hươu nó không thể tạo ra những giá trị mà con người có thể tạo ra. Đến con trâu nó cũng giúp con người tạo ra một chút giá trị, nhưng mà nó chỉ là một phần rất nhỏ của giá trị của con người có thể tạo ra. Con kiến, con ong là những xã hội có tổ chức cũng tạo ra những giá trị nhưng cho chính nó thôi. Nhưng mà chúng nó cũng không tạo ra quá nhiều giá trị cho loài người. Họa may có chút mật ong. Thế thì các bạn thấy không? Chúng ta rất may mắn lúc sinh ra bất thình lình khám phá ra là mình là con người chứ không phải là một con kiến hay là một con giun. Thế mà các bạn lại muốn sống như con giun à? Các bạn muốn như con giun, muốn giống cái người đồng loại của mình, cứ làm photocopy của người đồng loại của mình, và không muốn dùng cái trí tuệ của mình, không muốn dùng cái nội lực của mình để tạo ra một cái giá trị cho đồng loại. Các bạn ạ, các bạn đang phí cuộc đời của các bạn nếu các bạn nghĩ như thế các bạn nhé. Vậy thì các bạn đừng có bao giờ tự hỏi làm sao làm giàu. Các bạn cứ đi theo cái luật hấp dẫn của cuộc sống, của vũ trụ. Hãy tạo sự hấp dẫn của chính mình bằng cách có một cái văn hóa cao nhưng mà rất là thực chất. Các bạn hãy tạo giá trị thực chất cho xã hội. Các bạn sẽ thấy rằng xã hội sẽ đền ơn các bạn. Mà cái sự đền ơn đó nó không phải chỉ riêng về đồng tiền, bởi vì cái đồng tiền nó tới một cách dĩ nhiên, cái tài sản nó tới một cách dĩ nhiên. Nhưng mà thêm vào đó, lúc đó các bạn sẽ mang chức đại gia đấy các bạn ạ. Và chức đại gia này là chức đại gia thứ thiệt đấy. Chức đại gia này là chức đại gia mà nó tạo sự kính nể ngoài xã hội, nó tạo sự trân trọng của ngoài xã hội. Bởi vì lúc đó cái sức hấp dẫn của các bạn nó đi theo cái luật hấp dẫn của vũ trụ, và nó đưa các bạn lên đỉnh cao. Nhưng cái đỉnh cao đây là đỉnh cao của những con người xứng đáng được đúng ở chỗ đó. Bởi vì họ ở đỉnh cao là do xã hội sắp xếp họ ở đỉnh cao, chứ không phải tự họ tự nhận là mình ở một cái đỉnh cao mà mình tự tạo. Cái đó mới là cái quan trọng. Các bạn ạ, hãy sống thuận tự nhiên. Hãy tự tạo con mình bằng trí tuệ và nội lực của mình. Rồi các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ không bao giờ phải đi tìm chính mình là ai, tự hỏi xem phải đi theo mô hình nào, phải bắt chước ai, phải học thuộc lòng những cái gì. Đấy, các bạn không nhé. Quên đi. Bởi vì cái luật hấp dẫn nó không có chỗ cho những cái thứ học thuộc lòng. Nó không có chỗ cho những photocopy của bản sao, của bản sao và của bản sao. Nó chỉ có chỗ cho cái sự tự tạo, tự lập, tự cường, tự quản, tự chế, tự thành. Để rồi dần dần các bạn mới có thể tự hào một cách tự tại. Xin chúc các bạn một ngày rất là vui.
non nước yên bình khắp nơi chung lòng. Mình về nơi đây cái miền không non xa.